Đây, còn đây là những thanh niên đẹp trai. Đây là anh Hiển, Hiển mặt heo. Gọi là Hiển mặt heo là tại vì cái mặt nó giống con heo mà lỗ mũi nó giống con bò, nó gọi là Hiển mặt heo. Còn bạn đây tên gì? Bảo. Đây là Bảo. Bảo lưu. Bảo lưu là tại vì Bảo uống nước trong lưu nên gọi là Bảo lưu. Tên là Bảo mà. Còn tên gì? Con tên là Bảo gì? Bào gì? Còn con tên gì? Bi. Đừng có nói con đi chỗ khác. Bi chơi chơi với con Kiki. Còn đây là Bảo. Bảo là Hiển là chú nước miếng. Còn con tên gì? Bảo. Bảo cho ăn hát cảo. Bào hả? Bào đá cho con cái lộn nhào luôn. Còn ai nữa? Còn con tên gì? Bin nhỉ? Bin cho đen xin. Đen xin không được cho quả trứng. Đâu ai khang? Còn con tuổi con gì? Hiện tuổi con gì? Con rồng. Tuổi con rồng. Tuổi con rồng hả? Tuổi con rồng. Tuổi con rồng cho ăn bồng bồng. Tuổi là tuổi con rồng. Ngày nay tên gì? Khang cho ăn cây nhang. Khang mấy tuổi? 10 hả? Con biết mấy tuổi không? 1 tuổi. Con 2 tuổi. Con mấy tuổi? 6 tuổi. 6 tuổi. 6 tuổi luôn. 6 tuổi. 6 tuổi. 6 tuổi thì 6 cho ăn cục cất. 6 vô cái xào. 6 cho ăn cái xào. 6. Con mấy tuổi? Đây là 7. Đây là 9. Đây là 9. Con 7 tuổi, 7 cho nhảy chuồng heo. Con mấy tuổi? 9. 9 hả? 9 cho ăn cái mít hư. Còn ai nữa? Còn ai nữa? Con 6 hả? Con 6 cho uống máu con heo. Nhảy nhảy con dùng cục quần bây giờ.